Hôm nay bàn giao cho anh trai mẫu xe Vivan ngày hôm qua Trần Anh đăng nè. À, anh trai dưới Tân Phú Đồng Nai nè. Anh trai lên nhận mẫu xe bên Trần Anh trai thấy sao anh trai? Đấy thì em tả là đúng xe. Đúng chạy xe. Thử đi sao? Chạy thử thì có, em chạy thì nó nói được. Chuẩn không? Chuẩn. Chuẩn. Thôi làm giấy dân cọc cho anh trai. Tết đến rồi. Bán rẻ là phương châm là tốt nhất. Bán rẻ nha, bán rẻ bán sổ bán lỗ luôn cô chú anh chị. Vivan bàn giao cho một người anh trai dưới Tân Phú Đồng Nai đây. Nói chung là mình uy tín thì được bà con cô bác tin tưởng. Đó, lên coi chạy thử, coi xe ưng luôn. Còn điểm nào đâu mà chê. Thế này không bà con? Đó, thương hiệu là chất lượng là từ đây. Được chưa? Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng nha. Bên đây thì Trần Anh còn nhiều mẫu xe nữa nè. Như là Vios nè. Mẫu này thì nồi đồng cối đá rồi cô chú anh chị ạ. 2014, 390 bớt 10, còn 380, bà con thiện chí mua nữa, Trần Anh bớt cho thêm 5 triệu nữa. Đó, ok không? Hàng G nhá. Mẫu này mẫu hàng G, vàng là vàng két cô chú anh chị ạ. Xe này xe của chủ gara cho nên rất là kỹ luôn. Về máy móc thì bao rin cho cô chú anh chị. Và đây là chương trình sổ bảo hiểm, bảo dưỡng của hãng còn nguyên bản nè. Phiếu nhất bảo dưỡng nè. Đó, anh chị thấy không? Ngày 4 tháng 10 năm 2022 nè, mà xe này mới bảo dưỡng của hãng xong. Bảo dưỡng của hãng là sao ạ? Chỉ người ta chỉ kiểm tra thắng thiết gầm bề rồi thay nhớt hộp số chỉ vậy thôi. Đó là bảo dưỡng đó. Chứ cũng chẳng có gì là ghê gớm đâu. Đây bà con nè, sạch sẽ nha. Em này như xe mới. 24 bản G 60K08117 nha. Hoàn két bà con thấy đẹp không? Quá sức là đẹp luôn. Bên đây Trần Anh còn mẫu Rio sản xuất năm 2015 nè, xe đăng ký 26 một chủ từ đầu. Em là hàng nhập khẩu. Xe này đăng hoài bán chưa được ta. Đèn led trước đèn led sau full hết rồi. Xe này nữ Việt kiều USA đang chạy nha. Đây cô chú anh chị. Hàng đẹp nè. Họ nhập khẩu bên Trần Anh hỗ trợ góp cho mẫu này cho bà con cô bác lên tới 60 triệu luôn. Giá Trần Anh bán công khai là 395 chứ, đúng rồi, em này 395 triệu nha cô chú anh chị nha. Có bớt cho cô chú anh chị luôn, hỗ trợ góp 60 triệu luôn. Đó là mẫu Kia Rio, trang bị cửa sổ sunroof. Em này là full fan led rồi cô chú anh chị nha. Mâm là mâm phơi, mâm xoáy nguyên bản của nhà sản xuất. Đó là hàng cọp bà con. Thích mẫu này thì alo cho em. Mẫu này Kia Sorento 221, giá em này chỉ có 1 tỷ 150 triệu. Bứt phá đường dây nóng cô chú anh chị ạ. À, hàng siêu VIP, máy dầu nha. Máy dầu cô chú anh chị, dòng này hiện đại rồi. Trang bị màn hình 12,5 inch của nhà sản xuất. Máy dầu đi sướng lắm. Máy dầu là công nghệ mới. Mẫu này đi thì đâu còn điểm chê. Xe này chắc bà con biết của ai nữa gì. Ngày xưa chạy mệt đó, chán rồi. Xuống xe hàng chạy. Chạy xe mệt em lỗ mấy trăm triệu. 49A40802. Ở Trần Anh mua bán và Trần Anh đi với mẫu xe của Đức, Trần Anh còn lỗ 500 triệu trong vòng 6 tháng. Trần Anh còn chưa rên chưa khóc gì nữa. Anh chị thấy không? Cuộc sống mà phải có lỗ chứ. Đâu thể đúng là cũng lời được. Có những mẫu xe Trần Anh bán ra Trần Anh lỗ luôn. Trần Anh lỗ, thường thường cô chú anh chị cứ nghĩ trong đầu là bán một mẫu xe ra là chắc chắn là không lỗ, nhưng mà thật sự có những xe lỗ. Đại loại như Trần Anh chỉ nói ví dụ thôi nè, em này nè. Em này lúc xe chưa rớt Trần Anh lấy vô đã 255 triệu, bây giờ bán cho cô chú anh chị chỉ còn 230 triệu, thì cô chú anh chị tính đi lỗ 25 triệu, chưa tính tiền dọn dẹp này kia nhá. Nói chung là lỗ gần 30 triệu xe này, chấp nhận thôi, thời buổi kinh tế khó khăn mà. Đó, con này chỉ có 230 triệu, 207, xe đẹp lắm nha bà con. Bên đây Trần con anh còn một mẫu Hyundai Kona đời 2020 nè. Mẫu này mẫu xe tuyệt vời rồi, chạy mới có 35.000 km à. 4 đát vỏ rin theo xe, bảo dưỡng của hãng còn nguyên bản luôn. FUV. Hôm bữa có anh trai anh cọc cho Trần Anh 5 triệu á. 5 triệu xe này, anh chốt xe này rồi mà cuối cùng anh không đủ tiền lấy thì để Trần Anh trả cọc cho anh. Chứ mình cũng đừng có lấy cọc người ta nha. Nói chung là anh đợi Trần Anh chờ cái xe này, đợi xe này cho anh mười mấy ngày rồi đó. Mà anh kêu anh không đủ tiền thôi. Để trả cọc cho anh chứ không có lấy cọc. Đó là báo luôn, anh trai coi clip thì vỗ tay hoan nghênh nha. Không có lấy cọc của khách đâu, Trần Anh từ xưa đến giờ là vậy rồi mà. Cái mùa Tết này á, thì bà con tranh thủ lấy xe hộ Trần Anh. Bây giờ khách cọc xe bên em khá là nhiều. Cọc hết 80% là khách cọc rồi nha cô chú anh chị. Thì tranh thủ lên lấy xe để về đi chơi Tết nha bà con. Hyundai Kona nè,
Giá này 600 bước mạnh tay 15 triệu 585 hỗ trợ góp cho bà con lên tới 80 triệu. Quá ngon không? Ngon chưa? Có cái ngon nào ngon hơn ngon này không cô chú anh chị? Hàng về giá rẻ sập sàn, sale off ô tô luôn cô chú anh chị ạ. Xả hết để bán Tết, thu hồi vốn, sang năm lại tiếp tục nha cô chú anh chị nha. Đam mê mẫu Hyundai Kona này thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Hàng đẹp lắm, SUV 2.0 nha, dòng này máy xăng, hệ thống cân bằng điện tử ABS đầy đủ tính năng rồi. Mức độ tiêu hao em này đâu đó rơi cho cô chú anh chị 8 lít nha. Xe đời mới thì đừng hỏi uống xăng nhiều hay ít, uống xăng cực kỳ là ít luôn. Được chưa cô chú anh chị? Bên đây Trần Anh còn tiếp tục một mẫu Kia Rondo nè, 2016. Xe này là xe một chủ từ đầu, một chủ từ đầu nha bà con nha. Mẫu này là mẫu 5+2 nè, 7 chỗ ngồi, 51F69977 một chủ. Xe này là xe ở Sài Gòn. Được chưa cô chú anh chị? Hàng đẹp nè. Em này phiên bản đặc biệt rồi. Hai cụm đèn trước mắt cá heo, rửa kính, rửa đèn nè. Cả miếng trước cả miếng sau, 7 chỗ. Tại sao Trần Anh vẫn gọi là bản full, bản đặc biệt là sao? Trang bị nút đề startup nè. Thường thường có một bản nha, bản GDT là sẽ có chìa khóa, đây là bản nút đề startup nè cô chú chị. 2.0 lít nha. Cửa sổ panorama toàn cảnh từ dưới lên trên luôn nè. Mẫu này đi quá ok rồi, 26 mấy rim số rim. Đẹp không bà con? 480 bớt 10. 470 hỗ trợ góp 70 triệu. 70 triệu lấy xe đi. Rẻ không? Ok chưa? 51 Sài Gòn nha. 69977. Được cái bảng số quá đẹp luôn. Cô chú anh chị nào ở Sài Gòn á, mua cái bảng số này về chạy thì quá đẹp, là số cặp 9977. Gốc Sài Gòn, được chưa cô chú anh chị? Hai cụm đèn trước sau là đã được full LED hết toàn bộ rồi. Mẫu Kia Rondo nhỏ gọn, đầy kiêu hãnh luôn. Bên đây còn mẫu xe Cubop, giá siêu rẻ cho cô chú anh chị, 2004. Xa ở cuối chân trời nha. Em nó tuy cũ nhưng mà chất sơn rin vẫn còn quanh đây nè. Đây là anh chị là tem rin nè. Anh về hả? Dạ, vậy nhanh nha. Đây là Jolly đời 2004 với Trần Anh nè. Giá đâu đó cực kỳ rẻ luôn, 125 bớt 5 còn 120. Xe này chủ nhà đã lên full kính rồi chơi rồi. Nhìn em nó cùi cùi thôi anh chị ạ, nhưng mà ok lắm nha. Nước sơn rin còn bà con, xe đẹp nha. Em này nguyên bản nè cô chú anh chị, vẫn là cái nỉ trang bị màn hình Android đầy đủ các tính năng rồi đó. Mẫu này thì cô chú anh chị hỏi có trả góp không thì cho trả góp luôn, đưa 90 triệu cho góp 30 triệu không lãi suất, có thì trả, không có thì khỏi trả càng tốt nha. Vậy thôi bà con ạ. Được chưa? Bớt nữa, bớt mãi và suốt cuộc đời này mãi mãi bớt. Đó là phong dáng em cho ly. Hàng đẹp chất lượng là ở đây. Ok chưa? Đăng kiểm tháng 3 năm 2023 nha. Dòng này là dòng xe bản đủ bánh treo, xài toàn bộ hệ thống bếp full. Và mức độ tiêu hao nhiên liệu của cô chú anh chị là ít uống xăng lắm. Em này đâu đó nó rơi cho cô chú anh chị 10 đến 11 lít. Được có một cái mẫu xe đi Tết, giá tiền tầm trung đi không biết mệt mỏi. Xe Trần Anh bao chạy không có chuyện nằm đường, nằm đường trả xe. Được chưa cô chú anh chị? Đó là form dáng của em cho ly. Đam mê này thì alo cho Trần Anh luôn. Bên đây em còn mẫu dây nè, 25GL cô chú anh chị nhìn cọp không bà con? Xe chất xe nói lên tất cả luôn nha. Em không nói bằng lời đâu, nói bằng chất xe thôi. Và tả xe thì cho cô chú anh chị thì tuyệt vời rồi, không có điểm chê đâu. 4 cái vỏ chủ nhà thay mới 100%. Anh chị nhìn thấy em nó cứng kép không? Màu xanh nha, xanh vỏ dưa cô chú anh chị. 49A04743. Tiếp tục làm thơ nè. Che xanh xanh từ bao giờ nha, chị ngày xưa đã có nàng dây xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao dây vẫn rin như thế này em hỡi em ơi. Ok chưa bà con? Nói chung đến Tết rồi thì lâu lâu Trần Anh hài vài câu thơ để cho bà con có động lực nghe vui ơi, cười cả gia đình đầu năm. Được chưa cô chú anh chị? Hôm nay là ngày mùng 1, Trần Anh xin chúc toàn thể tất cả cô chú anh chị phước như Đông Hải, thọ tỷ Đông Lai nha cô chú anh chị nha. Đây bà con nè, sạch sẽ không? Hàng cọp mà máy rin số rin, có tin không ạ? Trang bị màn hình thì full rồi, dưới cái trên cái đầy đủ tính năng, GL xịt luôn, đẹp lắm. 4 vỏ chủ nhà thay mới 100% hết, hai cụm đèn là mới nguyên bản nè cô chú anh chị. Đây là phong dáng của em dây nè,
205 hàng cọp nha cô chú anh chị nha. Đăng kiểm mới tháng 6 năm 2023. Nói chung mẫu này cái gì cũng mới hết đó. Chỉ có một cái là không mới thôi. Cái máy không mới thôi. Còn cái gì mới hết. Ok chưa cô chú anh chị? Máy rin số rin Soluto 2019 hàng cọp giá rẻ như biếu không. Đây cô chú anh chị nè. Em này giá 4 lít bớt cho cô chú anh chị 10 triệu. Còn 385 hỗ trợ góp 80 triệu. 300 lấy xe. Rẻ không? 300 lấy xe. Chừng anh bán hàng như vậy mà em nhiều khi em cũng không nghĩ được luôn. Đó hỗ trợ tối đa cho bà con nữa, lời lãi gì tầm này. Nói chung bán xe, nói chung là cũng mấy cái xe lớn thì cũng kiếm được cỡ tầm 20. Nhưng mà cho bà con thiếu nhiều quá ra âm vốn bên Trần Anh luôn. Đó, được chưa cô chú anh chị? Quan trọng là chúng ta, quan trọng là niềm vui thôi nha. Niềm vui nhân đôi, mùa xuân đó có em nha. Xuân này con không về, ok chưa cô chú anh chị? Nhà đang yên ổn, xin con đừng về. Đó vậy thôi. Cô chú anh chị nào đam mê mẫu này alo cho em. Em này là gái chưa chồng đâu. Gái này là gái còn rin luôn. Anh chị nè, Thaco nè, bảo dưỡng của hãng là mới đi có 27.000 thì cô chú anh chị tự hiểu nha. 27.000 thì máy rin số rin 100% rồi. Và Trần Anh sẽ không bảo hành mẫu này, hãng người ta bảo hành cho bà con cô bác. Được chưa? Đó, hãng bảo hành luôn biết rồi. Đó, phong đẹp. Và thế thôi. Trần Anh là review ngày nào cũng như ngày nào, review những mẫu xe mới nhất về phục vụ cho cô chú anh chị. Từng những mẫu xe hết tiền đến mẫu xe cùi bắp, cùi mí, rồi tất tật nha. Em khép lại channel tại đây này. Trần Anh see you and goodbye.